Trước mặt cô chú anh chị, đây là một cậu bé 9 tuổi phải đi lụm ve chai mỗi ngày kiếm tiền về nuôi cho cha và mua thuốc cho cha và phải mua gạo. Thì Thanh Trúc có hỏi vì sao mà con đi lụm mũ và nuôi cha con. Thì cậu bé nói cha con hiện tại thì đi đứng không được, di chuyển phải bò và lết không cả nhà. Thì cậu bé đi lụm ve chai bữa 10 ngàn và mười mấy ngàn thì phải nuôi một người cha của mình nằm một chỗ. Thì Thanh Trúc hỏi mẹ con đâu, thì cậu bé nói mẹ con thấy cha con và đi đứng không được thì mẹ con bỏ và đi lấy chồng khác. Còn sức khỏe thì cha con lo, hết sức khỏe rồi thì mẹ con phủi áo ra đi và đi lấy chồng khác. Thì hiện tại con nuôi cha con đi lụm mũ về kiếm tiền và mua thuốc và mua gạo cho cha con. Thì cái câu chuyện cậu bé chia sẻ cho Thanh Trúc như vậy cả nhà. Thì Thanh Trúc mời cô chú theo dõi video sẽ rõ hơn. Là sao anh kể cho em chú gì khán giả được biết? Lúc mình còn mạnh khỏe thì nào đó tới mình bệnh làm không nổi nó đi bỏ. Lúc anh còn mạnh khỏe thì chị còn ở nhà chung với anh. Rồi lúc anh không còn cái sức lao động nữa thì chị bỏ đi anh. Rồi anh có biết là chị nhà đi đâu không? Đi bỏ đi về tin đi theo người ta. Đi theo người mới luôn hả? Rồi sao mà anh biết được là chỉ theo người mới? Thì có nhỏ bạn chị em bạn dâu nó. Sao chú thấy con khóc vậy? Kể chú nghe coi vì sao vậy con? Mẹ con bỏ con. Vì mẹ con bỏ con hả? Bộ con nhớ mẹ nhiều lắm hay gì? Dạ. Sao hồi nãy con nói với chú là con hết nhớ rồi? Mẹ con. Con gạt chú đúng không? Con không có gạt. Vậy là con còn nhớ mẹ đúng không? Dạ. Con cần có người mẹ để làm gì mà sao nhắc tới mẹ là con buồn quá vậy? Con cần mẹ để chăm sóc cho con với cha. Khổ cháu rồi. Chú xin chào con trai nha. Con trai ơi, con trai cho mấy chú hỏi thăm nè. Rồi cha mẹ con đâu mà để cho con đi lụm mũ như vậy vậy? Mẹ con đi bỏ hả? Bây giờ cho mấy chú gắn cái này lên để hỏi thăm con chút xíu nha. Nè, con nói là mẹ con bỏ con là sao? Mẹ con bỏ con hồi nào? Hồi lúc nhỏ. Mẹ con bỏ con hồi lúc nhỏ hả? Dạ. Rồi như vậy rồi con có mẹ có về thăm hay là gì không? Dạ không. Rồi ai kêu con đi lụm dây chai này? Cha con nói là đi lụm dây chai để kiếm tiền mua thuốc cho cha con uống và mua gạo ăn. Cha con nói là kêu con đi lụm dây chai. Dạ. Để kiếm tiền mua thuốc với mua gạo ăn. Dạ. Rồi như vậy rồi nhà con là có ai với ai? Có cha con với con. Rồi con có anh không? Con cho chú hỏi thăm nè, con có anh không? Không. Vậy là con có mình nên con với cha con hả? Dạ. Rồi như vậy là hai cha con. Dạ. Là bây giờ là cha con sao không tự đi lụm mà kêu con đi lụm? Tại vì cha con bệnh đi không có nổi, đi có một chút là mệt rồi. Cha con bệnh hả? Dạ. Rồi con cho chú hỏi thăm nè. Rồi con đi nhặt ve chai như vậy đó, rồi chừng nào con mới về nhà? Tới chiều. Rồi con không đi học sao? Dạ, con cha con không có tiền cho con đi học, không có tiền đóng tiền trường đi học. Rồi con học lớp mấy con nghỉ? Con học lớp 3. Bây giờ là con nghỉ bao lâu rồi? Con nghỉ lúc mà lúc con vô học luôn á. Nghỉ có 1 tháng rồi. Con bây giờ là cha con không có tiền trường. Dạ. Không có tiền đóng tiền trường cho con đi học. Dạ. Rồi con nghỉ luôn. Rồi dạ. Con cho chú hỏi thăm nè. Hồi nãy con nói là mẹ con bỏ con ngay từ lúc con còn nhỏ đó. Dạ. Rồi như vậy rồi con có nhớ mẹ không? Có. Nhưng mà mẹ bỏ con không giận sao mà con nhớ?
lúc con nhỏ con không biết, xong rồi tới con lớn, cha con nói là mẹ con đi bỏ, thế con hết nhớ luôn. Nhưng mà sao trước hết con cần mẹ để chăm sóc cho con với cha hả? Dạ. Nhưng mà người mẹ của con á đâu có tốt đâu, bỏ con với cha con á, rồi cha con bệnh như vậy đó, rồi cũng không có lo lắng gì hết trơn á. Sao con thương thương mẹ nhiều quá vậy? Khi mà con đi nhặt ve chai trên đường như vậy nè, rồi con gặp được á là những cái bạn mà bằng tuổi con đó, được mẹ chở đi mua đồ ăn này, hoặc là ghé quán cơm đồ ăn đó. Rồi lúc đó con có đứng con nhìn không? Có. Con nhìn cái gì kể chú nghe con? Con nhìn thấy bạn của con với mẹ với bạn ăn. Con. Rồi lúc đó con buồn hay là con vui? Con buồn. Lúc đó con nghĩ gì mà con buồn? Nghĩ con không có tiền cho ăn. Là con muốn được vào ăn cơm đó hả? Dạ. Con thèm hả sao? Dạ. Rồi từ trước tới giờ là cha con á có tiền dẫn con vô quán ăn chưa? Chưa. Lúc mà cha con kêu bệnh thì cho con cho tiền con đi mua cơm ăn. Chàng ơi chàng, rồi sáng giờ con ăn uống gì chưa? Con rồi con ăn bánh mì không. Bánh mì không hả? Dạ. Rồi ở đâu con có? Dạ, cô ba mua cho. Cô ba mua cho hả? Dạ. Là một ổ bánh mì không? Dạ. Rồi con đi lụm được nhiêu rồi chú coi coi, nhiều không? Chắc thì chắc. Một ngày như vậy là con lụm được bao nhiêu tiền? Được 10.000. Rồi 10.000 đó rồi con làm gì? 10.000 đó con mua thuốc cho cha uống. Mua thuốc cho cha uống hả? Dạ. Rồi sao con giống như là con thèm á, con không lấy 10.000 đó con mua đồ ăn con ăn đi. Về nhà con xin cô ba ăn. Về nhà con đi xin người ta con ăn hả? Dạ. Thôi bây giờ như vậy nè, mấy chú á là bây giờ á là con dẫn mấy chú về nhà con nha. Dạ. Để mấy chú hỏi thăm coi bà con xung quanh á. Dạ. Coi thử ơi con kể có thật không. Dạ. Nha. Dạ. Nếu mà đúng rồi bây giờ nè, nhà con còn bao xa nữa là tới? Chú đi bộ bà con đi đi, này đi cái hướng này hả? Dạ. Thôi bây giờ như vậy đi, chú với chú Thanh Trúc nè. Dạ. có xe ở đây nè. Dạ. Thôi bây giờ con lên xe mấy chú chở, dám không? Dạ. Mấy chú là người tốt, mấy chú đi giúp cho những hoàn cảnh như con vậy không sao đâu. Dạ. Ha. Dạ. Đừng sợ nha. Dạ. Như vậy lên xe mấy chú ha. Dạ. Thôi vậy mình đi con ơi. Dạ. Vậy là tới nhà con rồi phải không? Dạ. Là nhà con là nhà nào? Nhà này nè. Sao chú thấy căn nhà mới vậy? Người ta cho chứ. Người ta cho dạ. Cái bản từ thiện nữa ha. Dạ. Thôi mình vô nhà con ơi. Người ta cho lâu chưa con? Lâu rồi. Lâu hả con? Dạ. Dẫn vô vô con ơi. Dẫn mấy chú vô ơi. Chú vô nhà con. Con đi lượm mũ về là bao là con để đó hả con trai? Dạ. Bữa nào con bán bữa đó hay là sao? Con lượm ngày mai con mới bán. Lượm 2 ngày con bán ngày hả? Dạ. Thôi giờ con dẫn chú vô cho. Đây này cái gì vậy? Đang để nhà từ từ. Rồi cha con đâu? Cha con đây nè. Hả? Cha con. Mày lên lắm rồi. Dạ, em xin chào anh nha. Dạ, anh ơi, thì hồi nãy em với Thanh Trúc có đi trên đường á, thì cũng tình cờ gặp được con trai anh nè, đang nhặt ve chai trên đường á, cho nên thì cũng hỏi thăm, cũng biết được là cháu nó nói là nhà mình là đang gặp khó khăn, cho nên là ngày hôm nay sẵn đó rồi mấy anh em mới đi theo để xác minh coi thử ơi có đúng với cái lời của cháu kể hay không. Dạ. Anh cho phép em xin phép mấy anh em xin phép được ghi hình đó để nói lên cái hoàn cảnh của mình cho quý vị khán giả được biết được không anh? Em xin phép được ghi hình nha, được quay phim đó. Dạ dạ dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm nè,
Nãy cháu nó có nói là mẹ cháu là bỏ đi là sao anh kể cho em chú gì khán giả được biết anh? Lúc mình còn mạnh khỏe như nào đó tới mình bệnh làm không nổi nó đi bỏ. Lúc anh còn mạnh khỏe thì chị còn ở nhà chung với anh. Rồi lúc anh không còn cái sức lao động nữa thì chị bỏ đi hả anh? Rồi anh có biết là chị nhà đi đâu không? Đi đi bỏ đi tin đi theo người ta. Trai đi theo người mới luôn hả? Rồi sao sao mà anh biết được là chỉ theo người mới? Thì có nhỏ bạn chị em bạn dâu nó anh nó điện liên lạc cho nhỏ kia lại nhé. Như vậy là có người biết chỉ ha. Rồi rồi nói cho anh biết. Anh cho em hỏi thăm nè, hàng ngày á là cháu nó là hay đi nhặt dây chai như vậy lắm ha. Đi nhặt dây chai múc cơm gạo á. Dạ. Đi nhặt dây chai múc cơm gạo. Lúc về chai cơm mua cơm gạo. Tiền đó. Tại mình làm có đi làm được đâu có tiền đâu. Anh cho em hỏi thăm nè, rồi anh có mấy người con? Ba đứa. Ba người con hả? Chồng vợ, hai đứa, còn nhỏ. Rồi hai người con kia đâu không lo cho anh mà để cho hai cha con anh phải như vậy? Nó chồng nó cũng nghèo, nó bên chồng nó phải thăm được. À, là hai người kia là con trai hay con gái anh? Dạ. Con gái nha. Có chồng mà nghèo ha, rồi ở bên chồng, cho nên không có lo được cho anh ha. Bây giờ là chỉ có mình nên con trai là lo cho anh thôi. Rồi anh có đi đứng đâu được không? Hay là đi không nổi? Đi gần gần được, đi từ đây có thể được, đi xa đi không nổi, nó mệt. Chàng nghe chàng như vậy là vệ sinh cá nhân đồ là cháu nó lo cho anh hay sao? Là hàng ngày là con tắm cho cha, con lau mình cho cha, rồi con thay đồ cho cha luôn đó hả? Cha con tự mang đồ, con lấy đồ cho cha mang lên. Con lấy đồ cho cha mặc lên hả? Dạ. Rồi lau mình cho cha là ai lau? Cha lau ơn. Là con làm cái gì? Con nấu cơm cho cha ăn. Con nấu cơm cho cha ăn nè. Rồi bới cơm cho cha ăn. Trời ơi trời. Rồi thuốc men là sao con? Thuốc men con lại bộ đi mua cho cha. Con lại cái chỗ mà mua nhà thuốc Tây đó. Ừ. Là con nói sao con kể chú nghe thôi. Nói bán thuốc bán thuốc trà uống nhức đầu hay là chóng mặt kìa. Mua cho ai? Mua cho cha. Con lại là con nói như vậy đó ha. Dạ. Có bữa nào mà lại mua thuốc thiếu không? Không. Rồi không có tiền rồi sao không mua? Không có tiền. Con mượn ai mua cho cha con uống. Không mượn người ta để mua, lấy tiền để mua hả con? Dạ. Còn sức khỏe còn mạnh thì đi làm lo cho vợ, khi mà không còn làm được thì không đi đứng được, di chuyển bằng bò, thì trong khi đó một người vợ không thương và bỏ chồng mình và bỏ một lại một cậu con trai 9 tuổi. Cậu con trai này mỗi sáng bữa nào cũng phải thức sớm và nấu cơm cho cha mình và lau mặt cho người cha mình và đi lượm ve chai và kiếm tiền mua thuốc cho một cái người cha. Người cha này thì hiện tại sống với cậu bé 9 tuổi. Cậu bé mỗi ngày phải đi lượm ve chai đi kiếm tiền và nuôi một cái người cha này. Người cha này nói còn vợ thì còn sức khỏe lo cho vợ mình. Một khi đã sức khỏe đã không còn người đi đâu di chuyển và lết không, thì một người vợ đành lòng bỏ chồng và bỏ con đi. Và cái sự việc người chồng còn sức khỏe lo cho vợ, khi hết sức khỏe rồi thì đi phải lết như thế nào, thì chúc mời cô chú chị để theo dõi rõ video. Vì sao một người phụ nữ đành lòng
bỏ chồng mình, còn sức khỏe thì còn lo, không còn nữa thì bỏ chồng mình và đi theo nhân tình khác. Và chứ cậu bé, chị Thanh Trúc mời cô chú theo dõi video sẽ rõ hơn dạ, à. Có mẹ ơi, sao mẹ ác vậy, mẹ bỏ con, cha lo cho mẹ sung sướng, xong tới lúc cha bệnh mẹ đi bỏ cha với con. Ừ, con trai ơi, dạ. Cho chú hỏi nè, rồi con đi lụm mũ như vậy đó, là dạ. Một ngày con bán được bao nhiêu tiền? Một ngày con bán 10 ngàn. Ngày 10 ngàn. Trong dạ. Khi đó là con lụm mấy ngày con bán bữa? Dạ, 2 ngày. Rồi cách đầu tiên cho chú hỏi nè, ai chỉ con đi lụm mũ vậy? Cha. Cha con hả? Dạ. Cha con, chú thấy cha con đi đứng đâu được đâu mà sao chỉ con? Nói với con. Nói sao đâu? Nói là đi lụm mũ kiếm tiền mua thuốc cho cháu uống rồi mua gạo ăn. Ồ, là con mới đi hả? Bữa đầu con đi lụm mũ là con có hơi ngại không? Bữa đầu có. Tiên có hả? Dạ. Nhưng mà con suy nghĩ làm sao mà con ngại, con kể cho chú nghe. À, con suy nghĩ người ta thấy con lâu không có đi lụm mũ. Ờ, vậy hả? Rồi xong rồi bữa nay con đi lụm mũ hơi ngại. Ngại, nhưng mà dạ. Cái hoàn cảnh làm sao mà con đi lụm mũ, ví dụ? Cha con bệnh, không có tiền. Uống mua cơm mua thuốc uống, con mới đi lụm mũ kiếm tiền cho cha mua thuốc mua cơm uống mua sao? Cơm ăn sao con không có đi xin mấy cái người chị con á để có tiền để lo cho cha con? Người chị con đi ở với chồng xa, con không có đi được xa. Bên chị con có giàu không? Không. Vậy rồi là hiện tại bây giờ là con sống với cha con thôi. Dạ. Rồi cho chú hỏi, nó có khi nào bữa nào mà cha con á, mỗi lần mà cái đau đồ đó, cha con có kêu bằng mà có khóc, có ghen này kia được không? Có. Rồi dắt nó con thấy như thế nào? Con đi mua hút cho uống rồi con tiếp cha. Con nhìn thấy mà cha con mà mấy bệnh đó, mà khi nào con nhìn con thấy xót không con trai? Xót. Sao con kể cho chú nghe coi, thấy cha. Thấy cha con bệnh, con không có lo được rồi. Con đi lụm mũ. Không lo được em. Ừ. Rồi cho chú hỏi nè. Rồi như vậy đó, mẹ con đi. Mẹ con đi rồi là có thường là gọi điện cho con không? Dạ không. Bỏ con lâu chưa? Lâu rồi. Rồi lúc 3 tuổi rồi. À, anh trai ơi, cho em hỏi á. À, mẹ bé bỏ đi á là một cái lý do là bỏ theo tình mới hay gì anh? Cái cách anh chưa có bệnh á thì người vợ của anh á thì sống với anh có hạnh phúc không? Trong khi anh đã làm không được, bệnh rồi anh nằm xuống một cái người vợ, trong khi đó là có tình khác thì anh cũng biết chứ, thí dụ cử chỉ của vợ anh như thế nào, anh có thể kể cho em nghe không? Kể cái lần vì sao mà vợ bỏ anh vậy? Đôi lúc anh điện thoại điện nó cắt điện á, thấy bình nó tắt là điện cắt điện, nói điện trong người bạn nữa. Rồi mình đi coi kiểm tra nó tốt đây, nghe nói chuyện hoài. Này bị cái anh nói chuyện rồi. Chắc là anh nghi chưa? Nghi ba mình nói mình nghi rồi. Thời gian sau nó nói đi nhà mẹ nó. Và anh nói sao? Dạ anh nói sao? Nó đi đâu? Nó nói đi nhà mẹ thăm mẹ. Rồi trong khi đi đó có gửi cái người cậu con trai này lại cho anh không? Ở chàng ơi, bỏ con luôn. Rồi bà vợ anh đi như vậy đó là bao lâu anh mới biết là vợ mình đã bỏ mình? Đi trong ngày nó đi nó về liền đó, rồi mới là không có về. Rồi biết. Ôi ơi, dữ dằn. Chắc đó là anh cảm giác mà anh có tự suy nghĩ là cái cấp đầu tiên á, mình lo cho vợ mình đầy đủ, nhưng mà mình gặp một cái biến cố chỉ vì không làm nổi thôi, cho nên là người vợ mình bỏ mình. Anh có tủi thân không? Okay. Tủi thân như thế nào anh? Cho anh suy nghĩ. Lúc mình làm được mình, yeah. mình
Rồi như đi như vậy thì anh có điện thoại là cho bên vợ anh không? Điện mà nó cắt liên lạc. Cắt liên lạc luôn. Trong khi đi đó cậu bé con trai anh bao nhiêu tuổi? Cũng chậm rồi. 3-4 tuổi thôi nhỉ? 2-3 tuổi gì. Con trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay con 9 tuổi. 9 tuổi hả? Ừ. Rồi thường á con trai con đi lượm mũ cái gì nè, rồi nhiều khi con có thấy con mệt không? Không. Con đi cùng vì sao mà con không mệt, con kể cho chú nghe coi. Vì con cố gắng đi lượm mũ kiếm tiền cho cha. Ừ, kiếm tiền để cho cha mua thuốc hả? Dạ. Rồi thí dụ bữa nào mà mưa đó rồi không đi lượm mũ được rồi tiền đâu mua thuốc cho cha? Thì con cố gắng đi kiếm. Cho chú hỏi á, con đi ngoài đường á, con thấy bạn bè con á, nó có mẹ. Còn con thì không có mẹ, con có tuổi thân không? Có. Con tuổi thân sao? Tuổi thân con không có mẹ, dắt đi ăn. Là thường thường người ta nói con là cậu bé không có mẹ hay sao? Thằng không có mẹ hay sao con trai? Dạ. Bạn mẹ có thường chiêu chọc con không? Hả? Có đúng rồi. Có thường con có hỏi cha con là mẹ con đâu không? Có. Con hỏi cha con sao đâu con cẩn cái con. Mẹ đi đâu rồi con không thấy. Con hỏi sao? Mẹ đi đâu rồi con không có thấy. Hỏi cha con vậy hả? Ừ. Anh cho em hỏi anh. Có khi nào con trai của anh á hỏi mẹ đâu cha không? Rồi dắt đó anh trả lời như thế nào anh? Nói mẹ anh đi. Lớn lên anh. Đi nhà ngoại nhỏ rồi. Thời gian sau mình nói mẹ đi luôn rồi chứ không còn. Yeah. Một người mẹ nếu mà bỏ anh thì cũng đã đành, trong khi con mình thì cũng bỏ. Con thấy cha con nè, con trai con thấy cha con á đi đứng không được nè, rồi con có thương cha con không? Có. Nếu như mà con có một cái điều ước á, là con ước cái gì? Ước cha con khỏe lại, rồi con ước con đi học có xe đạp. Con hiện tại là con nghỉ đi học hả? Dạ. Sao sao con không đi học nữa? Không có tiền nữa cho nó. Con học lớp mấy con nghỉ? Con học lớp 2. 2 con nghỉ. Rồi con nghỉ gần cả năm hả? Dạ. Chàng ơi. Rồi giờ biết chữ không? Vì sao mà con nghỉ đi học, con kể cho chú nghe coi. Không, cha con không có tiền lo cho con đi học. Với lại là con nghỉ học rồi ở nhà con làm cái gì? Ở nhà con đi lượm mũ. Ừ, đi lượm mũ để làm gì nữa con trai? Nói rõ cho cô chú để mua thuốc, mua gạo cho cha con uống. Mua thuốc, mua gạo cho cha con ăn. Tôi chú hỏi nha. Rồi thí dụ á, một người mẹ của con á quay về đây và rồi con nói cái điều gì đầu tiên với mẹ con? Nói sao mẹ đi bỏ con với cha. Ví dụ mà con muốn gửi lời đến cái người mẹ của con á, thì con gửi cái lời gì? Sẵn ở đây con nói đi, là mẹ con sẽ nghe được đó con trai. Sao? Nói là mẹ đừng đi bỏ con. Ai cũng có mẹ hết trơn mà, nhưng mà con là không có hả con trai? Dạ. Con nói lớn lớn lên đi cho mẹ con nghe được. Con thương mẹ nhiều không? Nhiều. Vì sao mẹ bỏ con hả con trai? Con không biết nữa. Con nói đi, con nói lớn lên đi mà mẹ con sẽ nghe được đó con trai. Con nói mẹ đi, gửi lời đến người mẹ con đi. Ừ. Con trai khóc hả? Con nhớ mẹ hay sao? Nếu mà con gửi lời đến người mẹ con á thì con gửi điều gì con trai? Mẹ đi về với con, với cha ở. Cha thì hiện tại nữa là đi đứng không được. Ừ. Con thấy mà bằng đêm á con trai, cha con á mà bệnh á, mà đau á, la này nọ, la làng rồi á, con thấy sao? Con thương cha con. Thấy xót không con trai? Đó. Cho chú hỏi nè, đi lượm mũ á thì một ngày chỉ có được có 10 ngàn, 10 mấy ngàn thôi. Dạ. Rồi
trong khi có bữa nào mà cho chú hỏi bữa nào mình không có đi lượm không? À, có. Trong khi đó không đi lượm rồi tiền ở đâu mà con có thể mua thuốc cho cha được? Con mượn ai thuốc cho cha? Con mượn hả? Dạ. Con mượn rồi chừng nữa tiền đâu con trả? Con bán mũ, con lượm mũ, con bán mũ rồi trả anh đa. Cho chú hỏi nè, rồi như vậy rồi ví dụ mà con lo cho cha con không? Rồi sao con không lo cho con? Con muốn cha con hết bệnh, lo qua cho con. Chứ con thì không có cần gì hết hả con trai? Dạ. Trời ơi, nghe một cái cậu bé 9 tuổi thôi cả nhà nói thêm chút cũng rớt nước mắt đó quý vị. Có khi nào mà trong gạo, trong lu của con á, nó hết gạo luôn không con trai? Có. Rồi dắt nó con làm sao? Con đi làm mẫu kiếm tiền mua gạo tiếp, rồi nấu cơm đi ra con ăn. Nhà con cho chú hỏi nè, rồi bên cha con á, bên chú được á, gần đây không? Gần. Rồi sao con không đi hỏi xin của mấy cô chú? Cô chú nghèo không có tiền. Nghèo không có tiền hả con? Bên ngoại con cho chú hỏi nè, bên ngoại con á, rồi con có tới bên ngoại con lần nào chưa? Có, lúc trước con đi với chị Hai. Rồi lại đó rồi người ta đã có quan tâm con không, hay là người ta chỉ không có quan tâm và đối xử? Không có quan tâm, chỉ với con dọn cơm ăn kêu con hỏi con ăn á. Con lại tới ngoại nó như thế nào con kể cho chú nghe coi. Lại tới ngoại con gặp mẹ, con không thấy mẹ, con buồn. Rồi ngoại có ôm con khóc không? Có. Có hả? Nhưng mà ở đó mấy ngoại được có quan tâm con không? Ít lắm. Ít hả con? Dạ. Ngoại con nói làm sao đâu? Con nói là mẹ mày lại đi chơi hả? Mày nói gì không ạ? Con có hỏi ngoại ơi mẹ con đâu không? Con không có hỏi. Cho chú hỏi nha. Con nói thiệt nha, mẹ con bỏ con như vậy đó và không nuôi con, và thấy cha con bệnh đó bỏ con luôn, rồi con có hận mẹ không? Có. Con hận mẹ sao con kể cho chú nghe coi. Ở đây nè, con nói mẹ con đi, mẹ con nghe đó, con cứ mẹ, nói hết. Con không lo cho cha, không lo cho con, đi bỏ cha với con. Bỏ mẹ bỏ đi đâu con? Bỏ đi theo chồng. Theo chồng khác hả? Dạ. Là sao con biết? Vì cha con nói với con. Cha con nói hả? Con nghe cái đó rồi con có đau lòng không? Có. Hiện tại á, con thì nghỉ học chỉ vì không có tiền đúng không con trai? Dạ. Anh trai ơi, anh trai cho em hỏi á, cái lúc đầu tiên á vợ anh bỏ, anh có điện về bên ngoại không? Không có liên lạc được. Bên ngoại á, điện về ngoại á. Rồi có hỏi ngoại là vợ anh đâu không? Có. Anh nói vợ anh đâu, không biết cho vợ con không à. Anh ở nhà mà. Rồi bây giờ là vợ anh, là anh biết có chồng khác hay sao? Biết, người già đến đâu nói. Tránh gì nữa. Chắc bây giờ chắc cũng có con luôn ha anh. Dạ. Rồi. Vợ anh là bao nhiêu tuổi anh? 30 mấy. 38. Cũng trẻ mà. Dạ. Vậy là con trai nè, cho chú hỏi á, vậy là mẹ con có em luôn rồi hả? Dạ. Chàng như vậy á, là thường bây giờ hiện tại con sống với cha con chỉ một cái nhà thôi. Dạ. Chú thấy á, nhà còn mới lắm mà. Sao con nói khổ chú đâu thấy gì đâu? Tại vì nhà người ta mới cho chú. Nhà mới cho con hả? Dạ. Nhà người ta cho. Dạ. Rồi bên từ thiện đúng không trai? Dạ. Con trai cho chú hỏi nè, nếu như á con gặp được mẹ con, rồi con muốn nói gì và con muốn làm gì con kể lên cho chú nghe coi. Nói mẹ đi về ở cha với con, lo cho cha với cho con. Theo mà con mà không có mẹ lo được cho con á, rồi con cảm giác như thế nào? Con kể cho chú nghe coi. Con buồn, rồi tủi thân, không có mẹ. Tủi thân. Rồi con đi ra đường con thấy mà tuổi mà bằng tuổi con đó, mà người ta có mẹ chở đó, rồi con có buồn không?
Có. Buồn như thế nào con trai? Buồn con không có mẹ rồi, không có ai lo cho. Chàng ơi, cho chú hỏi á, thường á là hỏi về cái câu chuyện đi lụm mũ nha. Sáng là mấy giờ con đi con trai? Là 8 giờ. 8 giờ sáng. Dạ. Dắt đó là con, cho chú hỏi nè, dắt sáng á, đầu tiên thức dậy con làm cái điều gì trước nhất? Lo cho cha đi. Lo cho cha con sáng thức dậy, con lo như thế nào con kể cho chú nghe coi. Kêu cha đi idol rồi đi bới cơm cho cha ăn. Kêu cha là con, và cho chú hỏi á, con bới cơm, nấu cơm luôn hả? Làm nước rửa chén. Rửa chén luôn? Giặt đồ. Giặt đồ luôn? Ở chàng, được không ông? Được. Con giặt đồ của cha con với con hả? Con giặt đồ của con rồi cha con thì ngồi đó giặt tắm, giặt một bộ mặc một chú bộ. Thấy là hiện tại là cha con là không có đứng ngồi gì được nè. Rồi cha con bò đi ra làm sao chứ? Cha con bò hả? Dạ đi một chút người mệt ngồi đó xong rồi. À, vậy là cha con di chuyển là bò không? Ừ. Ô chàng ơi, là đi không được hả con trai? Dạ. Rồi là con phải sáng giặt đồ cho cha. Ừ. Rửa chén cho cha. Ừ. Rồi lau mặt luôn không? Cha con tự con đi múc nước với cái bàn chải để kem cho xong đem lại cho cha. Cái gì? Thấy một cậu bé làm rất là nhiều việc luôn cả nhà. Một cậu bé 9 tuổi đi lụm mũ mỗi ngày phải kiếm tiền về nuôi một người cha. Một người cha thì di chuyển phải bò và lết cả nhà. Thì mẹ cậu bé khi biết cha của cậu bé này làm không được thì bỏ và đi lấy chồng khác. Thì hiện tại hai cha con phải sống với nhau và từ đồng tiền phải nhờ vào một cậu con trai 9 tuổi này cả nhà. Thì sự việc cậu bé đi lụm mũ nuôi cha như thế nào Thanh Trúc mời. Còn đây là cậu bé khi đã lụm mũ rồi thì phải về nhà phải lo cho một người cha. Một người cha của cậu bé này di chuyển và phải bò cả nhà và phải lết. Thì cậu bé nói mẹ con thấy cha con như vậy rồi đó, rồi mẹ con bỏ luôn và mẹ con không thương cha nữa và bỏ con với cha. Thì con phải đi lụm mũ mỗi ngày, một ngày được mười mấy ngàn để kiếm tiền mua thuốc và mua gạo cho cha của mình cả nhà. Cậu bé 9 tuổi thôi mà phải biết nấu cơm và giặt đồ và làm tất cả những việc của người lớn không cả nhà. Thì nghe thì thấy là xót cả nhà ơi. Một người mẹ đành nhẫn tâm bỏ con mình như vậy, bỏ chồng thì cũng đã đành mà bỏ con luôn. Thanh Trúc mời cô chú theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ. Vì sao con khóc vậy con trai? Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ nhiều hả con? Nhưng mà người mẹ đã bỏ rơi con như vậy á, rồi con thương nhớ để làm gì đâu con? Con muốn mẹ lo cha lo cho con. Con muốn mẹ cha lo cho con hả? Bình thường á, khi mà con trong cái cuộc sống hàng ngày á, khi mà không có mẹ đó thì con gặp những cái khó khăn gì kể cho chú nghe đi. Con không biết làm sao có tiền. Con không biết làm sao để lo cho cha. Con không biết làm sao để lo cho cha hả? Dạ. Như vậy thì ngày hôm nay nè, mấy chú lại để mà quay phim đó. Dạ. Giúp đỡ cho con với cha con nè. Thì con có lời gì muốn nhắn gửi tới Quý Mạnh Thường Quân không? Con nhắn gửi đi rồi Quý Mạnh Thường Quân sẽ giúp cho con. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi. Con không biết nói gì hơn. Con muốn cho cha con hết bệnh. Con muốn cho cha con hết bệnh ha. Dạ. Như vậy thì con nhờ Mạnh Thường Quân giúp con đi, con nhờ đi. Con nhờ cô chú giúp con đi. Con nhờ cô chú giúp cha con hết bệnh. Rồi muốn con cho cha con lo cho con đi học. Con sợ điều gì mà con nhờ cô chú giúp cho cha con hết bệnh? Con sợ cha con không có ở với con. Con sợ cha con bỏ con nữa hả? Con cho chú hỏi thăm nè, khi mà cha con á, mỗi lần mà ốm đau đó, rồi trong cái cơn đau như vậy đó, rồi con làm gì để cho cha con vượt qua được? Con đi lụm mũ kiếm tiền mua thuốc uống đỡ đỡ hết. Rồi nửa đêm rồi cha đau rồi sao? Em cha đau con lên cạo gió cho cha.
Con gạo dối cho cha hả? Dạ. Rồi cha có nói gì với con không? Cha nói vô ngủ rồi tối rồi. Cha kêu con vô ngủ đi tối rồi hả? Ừ. Rồi sao lúc đó con không chịu vô ngủ? Tại vì con sợ cha bị nặng. Rồi sao con không chịu chạy xung quanh nhờ người lớn cứu, giống như là giúp cho con? Con đi kêu cô ba giúp mà cô ba đóng cửa ngủ rồi. À, con trai ơi, nếu như mà con có được một ước mơ á, thì con sẽ ước mơ điều gì? Con ước mơ cho cha con hết bệnh, rồi con ước mơ có được đi học. Đi học rồi kiếm tiền cho cha. Như vậy là con ước mơ cho cha con được hết bệnh. Dạ. Rồi con được đi học. Dạ. Để sau đi này chợ. Để kiếm tiền nuôi cha ha. Dạ. Ừ. Hôm nay sao tao đụng nhỏ này tao bị bí. Chúc á, vui ngôn. Thì đi trên đoạn đường làm từ thiện cũng tình cờ gặp cái cậu bé ở đây nè. Cậu bé 9 tuổi. Mới ba lớn thôi cả nhà. Tuổi này á là tuổi ăn, tuổi nghỉ và tuổi chơi. Nhưng mà mới 9 tuổi thôi mà phải đi lượm mũ về kiếm tiền về để lo cho một cái người cha của mình. Thì cậu bé nói á, cha thì bệnh, đi đứng không được, di chuyển tàn là bò không? Cha con di chuyển là bò không hả con trai? Dạ. Ừ, còn mẹ con là sao con trai? Mẹ con đi bỏ. Mẹ con bỏ hả? Dạ, hồi con còn nhỏ lúc 3 tuổi trước. Bỏ con hồi lúc 3 tuổi? Dạ. Rồi, hồi sớm á, chú với chú Ngôn á, gặp con á, trên cái đoạn đường á, là dắt đó đó là con đi lụm cái gì? Ve chai. Con có thể nói lại cho cô chú anh chị được biết là con đi lụm mũ về để làm cái gì không? Con đi lụm mũ về để mua gạo, mua thuốc cho cha con uống. Chàng ơi. Dạ. Rồi rồi con cho chú hỏi nè, con đi theo cặp mé sông rồi đó, là con đi lụm cặp theo mé sông đó hả? Dạ. Rồi con có biết lội không? Con không mà con đi vậy đó hả? Chú á, chú phiền con nè, con lụm ở trên bờ thôi nha. Dạ. Cái nào cặp mé sông đừng có lụm nha. Dạ. Chàng ơi, rồi lụm về mua thuốc cho cha, mua gạo cho cha. Dạ. Rồi mỗi buổi sáng đó là con làm cái gì cho cha rồi con mới đi lụm mũ kể cho chú nghe coi. Lấy nước cho cha súc miệng rửa mặt rồi pha lấy bát cơm cha uống rồi làm nước đá cho cha con uống trên nước đá nhà cô ba. Ừ. Rồi con còn làm cái gì nữa? Rồi con rửa hạt, con thay đồ cho cha, đi thay đồ xong rồi con đi nhặt cho cha. Ồ, rồi là con biết giặt đồ, không biết rửa chén không? Biết. Vậy là con làm toàn bộ luôn hả? Dạ. Rồi cái này ai dạy con? Cho chú hỏi nha. Thế là con tự làm. Chàng ơi, con tự làm, có ai dạy con không? Hồi lúc cho con khỏe, con thấy cho con làm, con làm theo. Ôi quý vị, chỉ mới 9 tuổi thôi là cấp đầu á, thấy cha làm cho nên là rồi cha mà bệnh đi đứng không được, di chuyển bằng bò thì cho nên là con trai mới là học làm theo. Dạ. Mẹ con hiện tại là bỏ con hả con trai? Dạ. Ừ. Chú á với chú Ngôn nè, bữa nay lại đây. Dạ. Thì thấy cha con á cũng dạ. đi đứng không được thì dạ. mấy chú có đem theo một cái lọ này là ngải đen. Dạ. Ngải đen này là ngải chống độc. Dạ. Là để hỗ trợ về nhức khớp và đau lưng nhức mỏi dạ. ha. Dạ. À, cả nhà ở đây là ngải đen á cả nhà. Ngải đen này nó hỗ trợ về thứ nhất là nhức mỏi, tê tay và trào ngược dạ dày, đau bao tử. Và nó hỗ trợ thêm là ung thư, khối u luôn cả nhà. Nói chung là nhức mỏi đồ á, bị thối quá cuộc sống, nó cũng hỗ trợ luôn. Thì cái thuốc này nè, ngải đen bên Thanh Trúc á, Quý Ngôn thì cũng có cung cấp luôn cả nhà. Mấy anh chị nào mà muốn dùng cái thuốc ngải đen này á thì cứ liên hệ với hai anh em ha. Chẳng hạn như là để số điện thoại đi, hai anh em điện cho cả nhà. Thì bữa nay chú với chú Ngôn á, gửi cho con một cái hộp thuốc này nè. Rồi con cho cha uống nha. Dạ. Là sáng á là con uống ăn cơm rồi á. Dạ. Con quậy cho cha con là để vô một muỗng cà phê á. Dạ. Dưới nước nóng. Dạ. Nha con trai. Dạ. Mà sáng uống chiều uống nha. Dạ. Rồi con cầm đi. Dạ. Con cầm còn thứ dạ. hai nữa thì cũng có một cái phần viên của bên chú Ngôn á. Dạ. Gửi cho con ha. Dạ.
Ở đây là một cái phần duyên của bên kênh chú Ngôn Đinh Nhân Ngôn á. 500 ngàn này là của chú Năm Từ Thiện, bên kênh của chú Ngôn gửi cho con để con mua thuốc cho cha con nhé. Dạ con trai. Con có lời nào gửi đến ông Năm bên Từ Thiện bên kênh chú Ngôn không? Có, con cảm ơn chú giúp đỡ cho cha con hết bệnh. Con không muốn nói gì hơn nữa. Bây giờ chú Ngôn á chỉ giúp con vậy thôi. Con cố gắng để lo cho cha con đi nghe. Rồi cái đoạn sau cuối nè, con có lời gửi đến cái người mẹ của con đã bỏ con không? Sao vậy? Con có hỏi vì sao mẹ bỏ con không? Con nói đi, con nói đi, mẹ con nghe, nói lớn lên con trai. Sao mẹ con bỏ con, không ở cha với con? Dạ thì cả nhà, thì Thanh Trúc Phúy Ngôn thì cũng chia sẻ một cái đoạn video ở đây. Thì mấy anh em đi trên cái đoạn đường thôi thì cũng gửi cho một cái cha của bé nè, một cái thuốc giải đen. Với lại thì cũng có một phần duyên của chú Năm Từ Thiện á. Thì Thanh Trúc Phúy Ngôn cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video. Và hẹn cô chú anh chị một cái video kế tiếp ạ.